câu chuyện cũ, cảm xúc mới, lắng động với những điều ước, tan chảy khi bạn lắng nghe. Cùng đến với Nếu Được Ước, tôi ước được lan tỏa yêu thương. Chương trình Nếu Được Ước do Big Vision Media thực hiện, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng thứ hai hàng tuần trên báo Thanh Niên Online, YouTube báo Thanh Niên và trang phụ nữ xưa và nay.vn. Phát lại lúc 11 giờ trên fanpage báo Thanh Niên và phụ nữ xưa và nay. Xin gửi lời cảm ơn đến các đơn vị đồng tài trợ chính: Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất Toàn Tâm, Bến Lức, Long An; thương hiệu Yến Sào Biển Đông, bột trộn sẵn Mikko Hương Xưa; và công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh với thương hiệu Akino. Chúng tôi cũng xin cảm ơn sự hỗ trợ của gia đình Cầu Triệu Liên Nguyễn đã đồng hành cùng chúng tôi thực hiện chương trình. Tay bưng dĩa muối chén gừng, gừng cay muối mặn xin đừng bỏ nhau. Đó là hai câu thơ về cái nếp nghĩa vợ chồng. Dù hằn sâu trong khổ cực, người chồng cũng ráng dầm nắng, cầm cuốc ra vườn làm chanh, hay chịu mưa bụi đường, chạy thêm những cuốc xe ben nhỏ chở cát cho công trình để có tiền lo cho bệnh của vợ, tiền học cho hai đứa con. Và đó là cuộc sống hiện tại của gia đình em Phan Thị Huỳnh Trâm trong nẻo đất hun hút ở xã Thạnh Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Lúc trước hai vợ chồng mới cưới về thì nói chung là cũng đỡ, nhưng mà từ khi mà bà xã mà bị tai nạn xe rồi về được một năm sau thì bắt đầu là bị bên bạch cầu, nên cuộc sống nó càng khó, phải nhầm khi nó thiếu thốn thì cũng phải chạy đây chạy đó để mà lo thuốc thang cho vợ con, chứ giờ để thì không được. Thì ở nhà cha mẹ thì cũng cho miếng đất thì cũng trồng chanh, mà nhưng mà chanh nó còn nhỏ, bây giờ muốn kiếm tiền thêm thì hồi đó chưa có vợ thì có học cái bằng lái. Người công việc thì nó không có ổn định, khi nào có thì mới chạy, không có thì thôi, mà mưa thì phải nghỉ. Rồi gặp mà hôm nay là thất nghiệp, là không có công trình chạy, là coi như nghỉ cả 3 tháng. Nhưng mới đây là phải xách sổ đi vay thêm bên ngân hàng để mà lo bệnh, nên nó càng túng thêm. Ba của Trâm hiện là lao động chính trong nhà, còn mẹ của em thì sau lần gặp tai nạn, một chân cũng đã mang di chứng cho tới tận bây giờ. Nhưng khổ hơn là vào năm 2018, mẹ em phải chịu thêm căn bệnh bạch cầu, căn bệnh mà suốt đời không thể thiếu thuốc. Vậy nên, để có tiền, ba em chỉ dám làm chứ không dám ngơi nghỉ. Hết chạy xe ben chở cát thì người của anh lại khét mùi nắng, toát mồ hôi cho những buổi ngoài rẫy chanh. Nhưng chanh non mới trồng cũng chưa cho trái. Ngày này qua tháng nọ, anh cứ bơi trong sự khổ cực để tìm ba cọc ba đồng, cứu vợ và nuôi con. Căn nhà nhìn điều hiu, nó cũng bao lần chứng kiến cảnh chị ngồi đó chờ chồng về với dáng hiền lành mang theo căn bệnh dữ. Nhưng đến ngay cả chiếc xe đạp còn không có bàn đạp để dùng, thì thử hỏi đến bao giờ gia đình mới hết thấy khổ. Cảnh nhà trống trước trống sau, tiền trong túi cũng rỗng như cảnh nhà. Nhưng lòng anh thì đầy nội lực, lưng anh thì vẫn còn gồng lên mà đeo cái gánh mang tên gia đình. Người ta đi làm là người ta về, người ta nghỉ ngơi, còn ảnh làm không có về, không có nghỉ ngơi. Đem theo bình nước ngoài góc chanh vậy. Khi anh nhịn đói, anh đi làm vậy tới chiều mới về. Thì nói chung là vợ, bà xã ở nhà thì
làm việc nhẹ ở nhà thì được. Có khi đi làm xa, dặn vợ con ở nhà đi rước con, rồi lo cho con đi học. Nhưng mà lúc vợ con nó bệnh cũng bất ngờ lắm, coi như là mình bàng hoàng, mình không biết làm sao hết, nhưng mà cũng trấn tĩnh lại. Mà vợ con mà nó nói mà mình là trụ cột gia đình, mà nếu mà mình ngã, mình không vững thì nó biết dựa vô ai, nên cắn răng mà chịu. Giờ phải phiên vợ con không có tiền cũng chạy mượn đồ này đồ kia, đâu có chịu đi bệnh viện. Rồi tôi mới khuyên, nói giờ hai vợ chồng mình thương yêu nhau, giờ có hai đứa con nhỏ xíu mà bây giờ em chơi khôn quá, em bỏ nó em đi, để một mình anh lo. Thì tôi chỉ nói câu đó là vợ tôi mới chịu đi. Bữa nào không có tiền, ba của Trâm và anh hai lại lấy cần câu, câu vài con cá, bắt vài con ốc để đắp vào bữa cơm trắng cho đỡ nhạt miệng. Có lẽ nhìn thấy cái hình dáng nghèo khổ rõ quá, nên anh hai của em tuy chỉ 12 tuổi cũng không còn ngại cái mùi bùn mà lội xuống. Hình như cái vũng bùn chung chung đó, những phận nghèo như gia đình em Phan Thị Huỳnh Trâm thì không thể không bước vào để kiếm miếng ăn. Mẹ của Trâm khi còn sức khỏe, chị cũng phụ chồng đi hái chanh. Nhưng từ khi chị gặp tai nạn, cứ đi mấy chỗ gồ ghề, chưa tới ba bước là chị ngã. Rồi thêm bệnh, ra vườn để phụ giúp chồng, nhưng cũng chưa tới 5 phút thì chị lại phải nghỉ. Căn bệnh bạch cầu, nó gặm nhấm sức khỏe của chị ngày một héo mòn. Nhưng đau vì bệnh có một, mà đau vì cơn dằn vặt không còn đủ sức chạy cơm góp gạo cùng chồng. Chuyện học phí của hai đứa con thì bạo hành tinh thần chị tới 10. Mẹ của Trâm giờ sống thoi thói trong nỗi đau từ trong ra ngoài, từ tay đến chân. Vài viên thuốc chị uống giờ cũng chỉ còn biết cầu cứu vào đồng lương ít ỏi của ba em những hôm đi sớm về muộn. Dạ, lúc con thương ba nhất là lúc ba mới đi làm về mệt. Con vô con hỏi ba, ba ơi có mệt không, con lấy nước cho ba uống. Còn mẹ, lúc mẹ ngồi á, mẹ ngồi trong đám chanh, mẹ mệt. Con muốn con lớn lên á, con kiếm tiền nuôi ba mẹ. Khóc hoài à, không có chịu đi bệnh viện. Đi bệnh viện thì sợ tốn tiền. Rồi tôi mới khuyên đó là nên đi đi, dù tiền bạc thì mình mất, mình ráng đặt kiếm lại được. Chứ bây giờ con cái nó mất mẹ là tiền không có lợi được đâu. Thì thương con nhất là lúc mà vợ chồng đi bệnh viện, ở đây có hai đứa nhỏ, nó ở nhà. Rồi nó nhớ, nó chạy qua bên bác nó nhà kế bên, nó điện thoại lên. Là nó nói, mẹ hết bệnh chưa, chừng nào mẹ về, mẹ về với tụi con đi, con nhớ mẹ. Nói chung là lúc đó tôi đau lắm, nhưng mà tôi cũng phải ráng tôi chịu. Chứ giờ vợ con nó nằm ở đó rồi mà tôi mà buông thì vợ con nó đâu có dựa vô được ai nữa đâu. Đến khi mà xong rồi tôi trấn an nó là vợ con xong rồi, tôi đi ra ngoài rồi tôi khóc. Lúc mẹ của Trâm nhập viện vì phát hiện bệnh, bà phải bỏ lại hai anh em ở nhà để bên cạnh chăm sóc mẹ, thì Trâm và anh đã tự lo cho cuộc sống của mình ở cái tuổi mà con nít chưa hết con nít, người lớn cũng chưa thành người lớn. Nhưng thắt ruột thắt gan nhất vẫn là những câu hỏi ngô nghê của hai anh em. Chừng nào mẹ về? Mẹ hết bệnh chưa? Hay con nhớ mẹ nhiều? Những khi ấy, anh trông thấy cảnh mẹ nhớ
con thì cần hơi ấm của mẹ mà phải xa cách. Mà khoảng cách ở đây không phải là khoảng cách địa lý, mà là khoảng cách của tình thương, của nỗi nhớ đã đầy tràn. Buồn vui, khổ cực, hạnh phúc, không ai là không đến lượt. Chỉ là không biết lượt tiếp theo của mình là hoàn cảnh gì. Nhưng dù thế nào cũng phải giữ cho mình một sức sống. Như ba của Trâm, dẫu có lúc cơn khốn cùng vì không có tiền lo cho vợ, khiến anh tưởng mình sắp ngã, nhưng không thể ngã. Vì anh biết hiện tại và tương lai còn dài. Chứ không như cây đu đủ héo ở bên hông nhà, chết từ trong ruột ra tới vỏ ngoài, không có sức kháng cự với phần số. Thì con cái đi học tới nay chưa đóng tiền học. Con cái không có tiền nó ăn, nó đi học mà đi uống thuốc nè. Chồng em ăn ngủ với em nói thôi em láng em sống đi. Phụ với anh lo hai đứa con. Đứa gả chồng, đứa cưới vợ. Dạ con ước mẹ con hết bệnh, ba con đỡ vất vả hơn. Tôi không muốn buồn, tôi muốn dạy vợ con tôi là con tôi, nó không muốn là cho nó mất mẹ. Cỡ nào tôi cũng phải ráng tôi làm để tôi kiếm tiền cho mỗi tháng cho vợ con tôi nó đi khám bệnh. Chứ tôi không bao giờ tôi nghĩ là tôi buông á. Còn phải ráng lo cho nó học mình thành tài nữa. Ráng lo được cho nó, thế sau này nó không có mà khổ. Đã có lần mẹ của Trâm muốn buông xuôi, nhưng nhớ đến từng giây từng phút bây giờ, anh đều cố gắng để giữ chị lại với sự sống bằng đôi tay chai sạn vì tất tả ngược xuôi, bằng ánh nhìn, bằng nụ cười tròn và sự hiếu thuận của con thơ. Chị thấy mình phải có trách nhiệm tiếp tục sống để chứng kiến cảnh con được dựng vợ gả chồng. Đến lúc đó chị ngã xuống, lòng cũng thấy an yên hơn. Bây giờ chị chỉ cần ráng sống, ráng để sống. Ráng mà sống là coi như đã phụ giúp được anh. Vì ba của Trâm luôn nói với mẹ em rằng tiền bạc không có thì ráng kiếm sẽ có. Nhưng chồng mất vợ, con mất mẹ thì biết đốt đuốc tìm ở đâu ra. Những lúc đó chị thấy mình như được bắt đầu, được sống mà không cần chờ tới bình minh. Gia đình của anh Hòa cũng như chị Lan thì là một gia đình rất là khó khăn ở trên địa bàn. Thì hai anh chị rất là nỗ lực để giúp cho hai đứa con nó đi học đến nơi đến chốn. Thì rất mong các đơn vị mạnh thường quân cũng như các nhà hảo tâm có thể quan tâm giúp đỡ cho gia đình anh chị. Để san sẻ những khó khăn của gia đình em Phan Thị Huỳnh Trâm, các mạnh thường quân đã tìm đến để sẻ chia và trao những phần quà thay lời động viên. Hy vọng rằng gia đình em sẽ tiếp tục phấn đấu để có được một tương lai tốt đẹp hơn. Trước tiên tôi không có gì hơn, tôi xin cảm ơn Ủy ban Nhân dân xã Thanh Hòa đã có lời giới thiệu, cảm ơn anh em bên nhà báo, cảm ơn nhà tài trợ và mạnh thường quân. Nếu quý vị đang theo dõi chương trình,
muốn quyên góp để giúp đỡ cho gia đình em Phan Thị Huỳnh Trâm thì vui lòng gửi đến số tài khoản 660-320-539-1857, Ngân hàng Agribank Đông Long An, chị Phan Thị Lâm Huê, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Thạnh Hòa, Bến Lức, Long An, hoặc hỗ trợ trực tiếp thông qua địa chỉ số 121 ấp 3 Thạnh Hòa, Bến Lức, Long An. Một lần nữa, xin gửi lời cảm ơn đến các đơn vị đồng tài trợ chính, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Sản xuất Toàn Tâm, Bến Lức, Long An, thương hiệu Yến Sào Biển Đông, bột trộn sẵn Mikko Hương Xưa và Công ty Cổ phần Phúc Ngọc Anh với thương hiệu Akino đã đồng hành cùng chúng tôi thực hiện chương trình. Chúng tôi cũng xin cảm ơn sự hỗ trợ của các mạnh thường quân đã ủng hộ quà và tiền cho nhân vật. Nếu quý vị có biết đến hoàn cảnh nào cần đến sự giúp đỡ, xin vui lòng gọi điện đến số hotline 0901 840 989 hoặc email về địa chỉ nếu được ước chấm phụ nữ xưa và nay viết tắt avong@gmail.com. Mọi ý kiến đóng góp đến chương trình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn.